từ 19 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến 5 giờ ngày hôm nay 23 tháng 10 năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa, mưa vừa mưa to và rất to. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió đông trên cao nên từ ngày hôm nay 23 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 tại thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, sau mưa có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất ở các sườn dốc ven sông suối, nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp, đặc biệt là các quận huyện Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hàng Sơn, Cẩm Lệ.